đề thực sự nó sẽ tồn tại lâu hơn cả cái mối tình của các bạn. Cái con game này chắc là nó sẽ không bao giờ có hồi kết đâu, không như lời hứa của cô ấy với bạn. What's up? Đây là lần thứ N chúng ta chơi game. Here we are, folks. Oh. I hope you like the chalet. It was the best I could find. Thứ nhất là mặt thằng này trông rất ngu. Thứ hai, đó là lần này game của 616 người ta lại lồng cả tiếng vào cho mình ạ. Nhưng mà làm thế để làm gì nhỉ? Chúng ta ở đây rồi. Tôi hy vọng là bạn thích cái căn nhà nghỉ. Đây là cái tốt nhất mà tôi có thể tìm được rồi. Full of mosquito bites. I hope this horrible cottage has at least hot water. Tôi bị muỗi đốt nhiều quá. Tôi hy vọng là cái ngôi nhà quê mùa này ít nhất là sẽ có nước nóng. Trước mắt thì tôi hy vọng đây là bạn gái của tôi. You are very demanding, Sam. How about stop complaining and enjoy this wonderful view? Hay là mày im mẹ mồm vào và tận hưởng cái cảnh đẹp này đi được không? Very enjoying it. Smoking a little piece of nature. Tao rất là thích chỗ này đấy. Tao đang hút tí thiên nhiên. Mày hút suốt ngày đấy à, Josh? No, bro. I smoke day and night. Không phải đâu anh bạn. Tôi hút cả ngày và đêm. Đúng là game 616 các bạn ơi. Game vẫn xấu như thường. Để xem căn nhà này nào. Sao bước vào căn nhà rồi cảm thấy không cách âm cho lắm. Vẫn nghe tiếng chim nhá. Đây phải là vợ của Justin Bieber không nhỉ? À đù Michael Jordan này. Này nhìn giống thằng nghiện. Tôi lại là cái thằng mặt hài hài ban nãy. À đây là nơi vấn đề sẽ bắt đầu đây. Ảnh ma quỷ. Vào nhà có mấy cái bức tranh ảnh kiểu ma quỷ thế. Hay là thôi đừng ở nữa nhỉ. Ui thôi. Ảnh này chẳng là của quỷ à. Chúa của họ em nhỉ. I think it'll be the only good thing about this place. Vợ Justin Bieber bảo là mình đi tắm đây. Mình nghĩ đó là cái điều tốt duy nhất. Want some company for your bath, Sam? Be really fun. You are an idiot, Josh. You'll never get a girl this way. Mày dốt lắm, Josh. Mày sẽ không bao giờ tán gái được bằng cách này đâu. À, thực ra nó cũng có bao giờ tán chị đâu. Only in your dreams, Josh. I'm going to shower alone. Mơ đi, Josh. Tao sẽ đi tắm một mình. Đừng cãi nhau nữa. Có đúng không? Dịch bừa không đúng thôi nhá. Ê Josh, hãy đi kiếm tí củi về. Để Josh nhìn cảm giác không muốn kiếm củi lắm. Kiếm củi về để đốt lửa nào. Come on man, you're missing a great man, Sam. Shut up Josh, go help Mike and stop smoking drugs in here. Im mồm đi Josh. Đi giúp Mike và đừng có hút ở trong này nữa. Lát nữa đằng nào cũng có chuyện ấy. Thằng cu này không biết giúp được. À thôi, nó không giúp được gì đâu các bạn ơi. Gỗ ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Đây rồi, gỗ đây rồi các bạn. Đi đường này khổ. Có thể nói là cái chỗ tôi ở đúng là đẹp này. Nhiều cây cối, chim, muông, các thứ hot cũng là được mà nhờ. Thế nhưng là đúng là chúng ta chỉ đến đây chỉ vì cái mục đích là du lịch thôi, chứ không có mục đích gì khác. Rồi. Nữ sắc là xiềng xích trong thế gian. Người phàm tham đắm. Thôi xong rồi. At least the water was warm. It would have been awful to take a cold shower. Ít nhất là nước ấm. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như mà tôi phải tắm nước lạnh. It took over an hour in the shower. I really need to take a shit. Mày đi tắm kiểu gì mất cả tiếng. Tao buồn nhỉ lắm rồi. Ôi. Disgusting. Do you have to talk like that, Josh? Em ơi kinh thế. Sao cậu phải nói kiểu đấy hả, Josh? Relax, guys. How about some peace? Từ giãn đi các bạn, cho tôi yêu cầu chút bình yên. Sure Mike, if Josh stops being such an idiot. Ok Mike, nếu như mà thằng Josh đừng làm một cái thằng ngu nữa là được. Excuse me, I'm gonna take a shit in peace while I smoke my weed. Ủa, có nghe cái quả tiếng lồng đấy không? Sao chị gái này ăn mặc như này nhỉ? Sorry about that girls, he was just kidding. Xin lỗi về điều đó các cô gái, anh ấy chỉ đùa thôi. You were the one who wanted to bring him, Mike. I knew this was a bad idea. Mày chính là người muốn mang cái thằng cu đấy đi theo đấy Mai. Tôi biết đây là một ý tưởng tồi mà. Rồi, câu chuyện bắt đầu rồi này. Thôi xong. Tới công chuyện rồi. Mà tôi ngồi đây kiểu gì mà để quả woman này ngồi đây kiểu gì mà để thằng sát nhân nó bước vào phòng nó lên tầng 2 như thật đấy. Lên để gặp thằng Pook Killer thì lên. Ơ, nó mất rồi nhỉ. Chết. Ăn cái gì mà lại có thể. A few inches later. I'm feeling a lot lighter. It's clogged, but I swear it wasn't my fault. Tôi làm tắc bồn vệ sinh rồi nhưng mà tôi thề đấy không phải lỗi của tôi. What the fuck, Josh? How are we going to use the bathroom now? Cái mẹ gì cơ hả, Josh? Thế bây giờ tao dùng phòng vệ sinh kiểu gì? Ôi, xong.
Motherfucker. Must be some redneck making fun of us. This is that pothead's fault for tainting the whole cabin with the smell of his shit. Really nervous, Sam. Do you want to smoke a little to relax? Trông bạn có vẻ rất là lo lắng, Sam. Hay là làm tí để thư giãn? Quên về điều đó đi các bạn. Tôi đi ngủ đây. Sáng mai chúng ta sẽ đi tận hưởng cái kỳ nghỉ của chúng ta mà không cãi nhau một tí nào cả. I agree, Mia. Let's sleep. Trip was very tiring. Tôi đồng ý, Mia. Hãy ngủ thôi. Tại vì cái chuyến đi này rất là mệt rồi. Vợ của Justin Bieber bảo là thích ngủ cùng cái chị gái da đen. Tại vì muốn tránh xa của cái thằng hút hít kia. Thư giãn đi, công chúa. Tôi sẽ không tấn công cô khi mà cô ngủ đâu. Không nghe nghiện trình bày không. Không nghĩ là nó lại tệ như vậy. Uầy. Nhìn như đồng nguyên chất. Đi ra ở đây nào. Theo như nhiệm vụ thì chúng ta sẽ phải đi ngủ. Và... ôi dồi, ngáy thế nhỉ. Trong xe lại hơi có nhiều ruồi nhặng. Bắt đầu hành động rồi đấy. Đó là một tiếng hét. Nghe giống giọng của Mia. Mia là chị da đen đúng không? Mia! Đây là bạn chúng ta thôi. What happened, Sam? Chuyện gì vậy hả Sam? Mia đâu rồi? I don't know. I just heard a scream and when I woke up, Mia was gone. Tớ không biết. Tớ vừa nghe thấy tiếng hét và khi tớ ngủ dậy, Mia đã đi mất rồi. Relax, guys. She must have gone to shit in the woods. This is serious, Josh. We need to find her. Nghiêm túc đấy, Josh. Chúng ta cần phải tìm cô ấy. Sorry, bro. Let's look for her. Xin lỗi anh bạn. Thế đi tìm cô ấy xem nào. Show that you're a real man, Josh, and go find Mia. Maybe I'll give you a reward later. Thể hiện mình là một người đàn ông thực sự đi, Josh. Và sau đó là đi tìm Mia. Sau đó có thể là tôi sẽ thưởng cho cậu đấy. I knew you couldn't resist my charm. Now you stay here, Sam. Josh and I are gonna go look for Mia. Mày ở lại đi Sam. Josh và tao sẽ đi tìm Mia. Có những cái vết máu nhá các bạn ơi. Đâu có những cái vết máu này. Ui trời. Phải. My god. What happened here? We need to go and notify the police. Khả năng là Mia bị chết. What the fuck, man? Am I really high or is she really dead? Tôi thực sự đang phê là cô chết thật rồi. Now is not a good time for this, Josh. Không phải lúc cho chuyện này đâu, Josh. Mia chết rồi. Let's go back. Chúng ta hãy quay vào trong thôi. Sao tôi lại là một cái người lại chín chắn trong những cái lúc như này nhờ. Tôi phải hoảng sợ mà. Đây là đúng là cái camera của cô gái đấy rồi này. Mà sao chết cháy kiểu gì mà tóc vẫn còn nhá. Tôi phải vào trong và tỏ ra sợ hãi. Thôi chết rồi. Thằng Poop Killer đợt này nó lại dã man quá. What happened? Did you find Mia? Chuyện gì vậy? Cậu có tìm thấy Mia không? She's dead, Sam. I don't know what happened. Cô ấy chết rồi, Sam. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. This is your fault, Josh. You clogged the toilet with 10 kilos of shit. Now the poop killer has come to kill us. Đây là lỗi của mày, Josh. Mày làm tắc toilet với 10 cân. Bây giờ thì cái thằng sát nhân phân đang tới để giết chúng ta. Poop killer? What the hell is that? What does my shit have to do with it? Sát nhân phân? Đây là cái quái gì? Phân của tao thì có liên quan gì đến cái thằng đấy? Legend has it that if you shit and don't flush, the poop killer comes to kill. Đúng rồi, Josh. Huyền thoại đã kể lại rằng nếu như mày đi ỉa mà không xả nước thì thằng sát nhân phân sẽ tìm đến để giết mày. Hắn đội một cái toilet ở trên đầu và ném phân vào mặt của người khác. Are you making fun of me? Smoked my weed? Mày đùa tao đấy à? Hay là mày hút tí của tao rồi? Đấy là sự thật đấy, Josh. Huyền thoại là thật. Cái hàng xóm của tao là Billy và Jamal đã bị giết bởi hắn. Có rất nhiều phân trong căn hộ của họ đến mức mà không thể nào dọn dẹp được. Ui rồi ôi, thôi xong. Thôi xong, làm đi anh ơi. Let's go, sát nhân phân, let's go. Chắc không phải chúng ta đâu, nào em né ra rồi. Tự nhiên tôi thành fan sát nhân phân các bạn ạ. He killed Sam. And now Josh? Damn, I don't know, man. We need to ask for help. There's a watchtower near here, but we need the key to open the gate. Chúng ta cần yêu cầu sự trợ giúp. À, có một cái tháp gác ở gần đây. Nhưng mà chúng ta cần chìa khóa để mở cánh cổng. Chết luôn á. Này, bình thường là bị ném mà như thế cũng phùng lắm. Ngất đi thôi nhờ. Làm gì mà phải chết đúng không?
Còn thằng này thì sẽ nhìn xuống dưới sàn nhà. Ui đây rồi. Let's go, let's go. Có gì đâu. Được quả chìa khóa. Ờ có chìa khóa rồi này. Chúng ta bây giờ phải đi tìm xem có gì. Chìa khóa là một chuyện nhưng mà bây giờ phải đi tìm để mở gì nhỉ? Cái đoạn này là không đi được rồi này. Có lẽ là đi bên này, có lẽ là đi bên này. Game này thì tôi không sợ một tí nào nữa rồi. Ngày xưa mới chơi thì còn sợ. Trò này bây giờ còn sợ làm cái gì nữa. Game này game hài anh em ạ. Đây rồi, chỗ chúng ta mở được cửa đây rồi. Hôm nay mà chúng ta có George đi cùng. Đi nghỉ mát thôi mà phải gặp cái thằng sát nhân phân. Thằng đấy bám dai thật rõ ràng anh em. Mình đi một đoạn rất xa rồi mà nó vẫn bám ra tận cái khu nghỉ mát này. Nó làm hại mình được. Tôi tưởng nó chỉ hoạt động quanh quanh cái khu vực trong thành phố. Có ai ở đây không ạ? Đó, cái tòa tháp đây rồi. Wait for me here, Josh. I'm going to climb the tower and ask for help. Chờ tao đây, Josh. Tao sẽ leo lên và yêu cầu sự trợ giúp. Do you want me to stay here alone with this freak chasing us? Mày muốn tao ở đây một mình với cái thằng dở hơi này đang đuổi chúng ta? Thật, tại sao tôi lại bắt thằng này ở dưới nhỉ? Tôi ác vậy. I need you to keep watch here. If he comes back, you go up the tower. Tôi cần anh phải trông ở dưới này. Nếu hắn quay trở lại, anh đi lên trên tòa tháp luôn. Okay, bro. Don't take too long. Okay, bro. Ôi anh em mình ra nhìn Josh lần cuối. Tại vì tôi linh cảm Josh không vượt qua được cái chuyến này rồi. Nào lên nào. Trong này có gì đấy? Oh shit, oh shit. Hello baby. Như nào luôn bạn ơi. Đèn pin này. Radio này. Cái này nên ở trong một viện bảo tàng. Rồi để đây làm gì nữa nhỉ? Bơi hết vào đây đi bạn ơi. Josh mất rồi đúng không em? Anh biết mà em chết mất rồi đâu. No, don't kill me. Biết ngay. I can give you some good weed. Đừng giết tôi. Tôi cho bạn một. Ôi. Tệ phải. Xong rồi này. Josh. Josh, cậu ổn không? Trời ơi, cậu ấy luôn là một người bạn thân của tôi các bạn. Tôi biết cậu ấy từ khi chúng tôi vẫn còn bé. Cậu ấy vẫn hút tinh thần dân trời, cậu ấy bất diệt thật. Thôi rồi, chúng ta phải đi thôi. This should be helpful. Ban nãy tôi lục trên người thằng sát nhân phân thì thấy được cái kìm. Hình như là để làm cái tác vụ ở đây, ở cái cổng này này. Đây đây, đi theo tôi. Đây rồi, cố gắng làm cho xong đi này. Mở ra. Về nhà thôi. Game này bắt mình đi bộ nhiều. Sống rồi. Sống rồi. Có tôi đây rồi. Hello bạn nhỏ. Một cái xe đầy phân. Hẳn phải là thằng sát nhân rồi. Phải vào trong này á? Đừng nói đây là cái chỗ để nó đi ngủ nhá. Nhưng mà trong này nặng mùi lắm các bạn ơi. Tấm thư của thằng Poop Killer này. Tôi tưởng là tôi có thể tận hưởng kỳ nghỉ hưu của mình. Nhưng mà mấy cái đứa nhóc này chúng không thể đi vệ sinh mà không làm tắc bồn cầu được hay sao? Chúng ăn gì vậy? Xi măng à? Tôi đã quay trở lại và tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Phòng khi tôi quên thì đây là mật khẩu. Một cái tâm thư đến từ sát nhân phân. Người ta đã định nghỉ hưu rồi mà. Ý trời. Bố này hút mãi chưa xong. Shit. His body is gone. Oh. This bastard is still alive. Sát nhân phân đi mất rồi các bạn. Có mỗi bạn mình là nằm lại đây thôi. Bạn mình là chết thật. Thằng đấy là chết giả vờ. Không được rồi, không được rồi. 4. Có gì trong này vậy? Chúng ta có đạn này. Và chìa khóa xe. Chìa khóa xe này là chắc là chìa khóa xe của thằng đấy. Cho nên bây giờ chúng ta lại phải quay lại chỗ xe của thằng đấy. Như nào. Em đi vệ sinh luôn, xả nước. Chỉ có bạn em thôi, thật sự luôn. Ui. Ôi. Nó chạy đâu rồi? À! Chết ơi! Mày cố. Chân về nhà được không? Thằng này không còn là con người nữa. One eternity later. À! Sao? Chúng ta có những cái lựa chọn cho 4 cái kết thúc của The Poop Killer 5. Cái kết thúc đầu tiên chúng ta có sẽ là triệu hồi những người bạn với tư cách là zombie. I summon my dead friends. Come back. It's time for revenge. Plot twist, chúng ta là phù thủy cao cấp. Và kết thúc thứ hai là các bạn stop recording, ngừng quay phim á, tức là sao?
Oh my gosh, cut. Có đạo diễn ở đây anh em. Vậy. Damn guys, you can do better, right? This movie is going to be crap. Maybe Poop Killer 6 is better than this shit. Anyway, thanks guys, until next time. À đù, tức là đây chỉ là một bộ phim thôi. Và mình đồng ý đấy. Cái phần này như cái bìu, tự nhiên lại đi lồng tiếng. Đối mặt với kẻ sát nhân, tức là khả năng hai bên lao vào nhau đấm đá. Tôi nghĩ là cái kết đấy thì chúng ta đều đoán được là tôi sẽ sống thôi. Cho nên là chúng ta sẽ làm cái cuối cùng nhá. Dùng sức mạnh của việc xì hơi. Được của nó đấy các bạn ơi. Được đấy. I want the power of the stink fart. Fart. Giống động tác nhảy. Ai thắng? Rồi. Rồi, kết thứ ba. Face the killer. Lên em ơi, hai viên. Năm viên đầu này. 6 viên. Sao không chết đi ta? Đây rồi. Ôi, không biết các bạn nghĩ sao, mình thấy cái phần này chán vãi. Nhưng mà vẫn hy vọng là các bạn thích. Nhưng mà nếu các bạn thích thì nhớ để lại cho mình một like video và một đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye anh em. Game này sao lại chán thế nhỉ?